Đội tuyển Việt Nam rời điểm đóng quân và di chuyển từ khách sạn Grand Plaza tới sân bay Nội Bài vào lúc 14 giờ chiều ngày 26 tháng 5. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp và lời chúc chiến thắng trước giờ lên đường. Đây là chuyến đi rất đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ của đội tuyển Việt Nam khi phải tập luyện và thi đấu trong bối cảnh dịch Covid-19 đang đe dọa nhiều quốc gia châu Á. Quân số của đội tuyển Việt Nam di chuyển tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bao gồm 28 cầu thủ. Người mới nhất vừa được bổ sung vào danh sách là thủ môn Văn Hoàng nhằm làm phương án dự phòng trong trường hợp thủ môn Văn Lâm có thể sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất quá muộn so với dự kiến. Trước giờ lên đường, toàn bộ các cầu thủ đều có sự chuẩn bị rất tốt về tâm lý và chuyên môn sau quá trình tập luyện gần 3 tuần. Ngoài ra, các trường hợp chấn thương như Văn Hậu hay Trọng Hoàng đã hoàn toàn bình phục. Tại sân bay Nội Bài, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhanh chóng hoàn tất các thủ tục xuất cảnh và lên máy bay rời Hà Nội vào lúc 16 giờ 10. Do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động đưa tiễn bị hạn chế tối đa, song tất cả đều có thể cảm nhận được tình cảm nồng ấm và niềm tin rất lớn của đông đảo người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam sẽ tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lúc 19 giờ 40 giờ địa phương, tức 22 giờ 40 giờ Việt Nam. Do đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so với lịch hoạt động chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á, nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do Liên đoàn bóng đá Việt Nam bố trí. Đội sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm việc và thống nhất với Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất căn cứ từ đề xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến ngày 3 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ chuyển sang khách sạn do Liên đoàn bóng đá châu Á sắp xếp cho các đội tuyển tham dự các trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Liên quan tới các quy định phòng chống dịch Covid-19, sau khi tới sân bay Dubai và làm thủ tục nhập cảnh, tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và cách ly tại khách sạn cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả PCR âm tính, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào chương trình hoạt động và tập luyện, chuẩn bị cho 3 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bong bóng do Liên đoàn bóng đá châu Á đặt ra trong quy định tổ chức giải đấu. Toàn bộ đội tuyển Việt Nam phải hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài do ban tổ chức giải đấu lo ngại tình trạng có thể lây nhiễm Covid-19.